Cỏ dại thường cạnh tranh với cây trồng về nước, ánh sáng và chất dinh dưỡng, khiến cây trồng phát triển kém hơn. Hãy dùng ngay thuốc trừ cỏ bớt 300 bạc AD. Đây là một loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm với hai hoạt chất giúp diệt cỏ cực kỳ mạnh mẽ, đó là hoạt chất cyhalofosfobutin và ethosulfuron. Hiệu quả của thuốc cũng rất là rõ ràng. Nó có khả năng kiểm soát nhiều loại cỏ dại thường gặp, đặc biệt là các loại cỏ gây hại, ví dụ như là cỏ lồng vực, cỏ tranh, cỏ đuôi phụng, hay thậm chí là cỏ chỉ, cỏ mừng trầu và cỏ mát bao. Khi sử dụng, ta pha 30-40ml thuốc với bình 25 lít nước. Bà con nào mà mình muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038, hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhui.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé.